để dục đi. Con khớm á, nãy giờ á, của mặt của mui đi mày ép đi. Nó đố. Chào ba bố con quá. Ừ, chào bác ạ. Đã hai đứa đi mới ăn nha. Mới ăn sáng à. Đi Hà Đô mới đó. Đi ăn. Các buổi sáng rồi. Thế đi là bảo đi ra hỏi cái bác của hắn đây là nó con cái chỉ nó vừa con như này. Bác và hai đứa nói cho nó luôn lên ra trên xa đó. Con đạp vào đây ơn đi. Con nào đi đi theo bác ấy, đi theo chú ấy. Nhà mà ăn sáng lắm á. Là nó uống lại, nó uống in đấy. Uống in đấy là uống đấy. Căng chẳng này. Căng chẳng này. Tôi đi theo đến đấy, đi theo chú ấy. Uống bụng đấy là uống bụng đến lắm. Uống bố đấy, uống bố đấy không? Đi theo bác ạ. Đi theo chú đấy. Đi đây đi uống nha mình nha. Quay lại bên đấy mà ngồi. Đứng coi nè, đứng nào. Con bơi hết cái đứa rồi mà con về ốc lượng về khi cái đứa giảm bớt cho nó không nào đứa giảm bớt đứa không ăn kinh tao nên tao không thu tao nhìn cái nó bỏ lại đó nhiều nữa Chị nhả ba. Một con bắt cua chưa? Thì bắt cua ba. Ăn nhiều con hai. Ăn nhiều đó. Đi chờ nó bãi cái đó cáo con. Cố ăn bố con đó nè. Cố gắng hai. Thì phải cố gắng đó ba. Hãy con trai của ta. Đây. Các bạn đã có cua cơ. Đấy ơi, em mua cái mít là bác nào? Ba cái mít là ăn một con bánh mít đấy nhá. Mít lên ốp. Mua cũng ôm ha, lá các người khắp mưa đấy. Lá này chín hết á, lá con đó. Lá như cái đấy là. Bất cái rồi. Đây là thì bán như nụ tiên họt ra đấy, giờ này này càng nhá. Ốc à? 3 mét cái ốc hương đấy. Rồi, đúng hộp đánh như thế. Hà lái thôi thì là. Ôi, lái hết rồi. Em cái nha. Cái ở nhà có rồi. Cái hai. Con lại xin chú con. Đánh hai. Cảm ơn bác đã. Apa mereka minat? Kenapa? Oke. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Góp thôi. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi thì mình đi bọc đường như vậy giờ. Đây chủ đại công môn rồi ăn khác. Cuối. Đó đi, tao đây rồi. Đó đây chỉ đi đâu, bằng đây nhá. Đi toàn xác đấy. Vâng đi đốt áp. Đốt áp vứt qua cái hàng đấy. Good, good, good.